bệnh nhân ngoài 50 tuổi này đã phát hiện mắc lao kháng thuốc ngay trong lần đầu đến bệnh viện lao và bệnh phổi thành phố Cần Thơ khám. Trước đó gia đình có người thân đã bị bệnh lao nhưng ông chưa hề đi khám sàng lọc. Dù đã được chỉ định dùng thuốc thế hệ mới nhưng vẫn không tránh khỏi những tác dụng phụ. Điển hình của những tác dụng phụ khi điều trị thuốc lao ở đây thì có thể bệnh nhân có cảm giác buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, cảm giác mắt nhìn mờ, tê bì tay chân. Thực tế có nhiều bệnh nhân không tuân thủ theo đúng phác đồ, thời gian điều trị. Khi thấy đỡ đã tự ý dùng thuốc, sau đó bệnh trở nặng dẫn đến lao kháng thuốc. Còn như trường hợp này, bị ho sốt kéo dài 3 tháng mới đi khám, phát hiện mắc lao muộn, phổi bị ảnh hưởng nặng. Nghĩ là ho bình thường thôi mà nên mua thuốc uống hoài. Cần Thơ là một trong các cái tỉnh thành trên toàn quốc là có dịch tễ lao nè, còn rất là nặng nè. Chỉ lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học, chúng tôi phát hiện được 131 ca trên 100.000 dân. Phát hiện trẻ đã sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề nguồn lây cho cộng đồng. Cái thứ hai đó là về sức khỏe của bệnh nhân. Tuy rằng điều trị có khỏi nhưng mà để lại cái di chứng. Hiện có 8 địa phương trên cả nước được nhận hỗ trợ triển khai hoạt động tăng cường phát hiện lao với chiến lược 2X, tức là sử dụng X quang để sàng lọc người nghi mắc lao và xét nghiệm expert giúp phát hiện nhanh vi khuẩn lao. Tại một số bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy hiện đại, vừa cho kết quả xét nghiệm nhanh lại vừa xác định vi khuẩn đó có kháng thuốc hay không. Chúng tôi đẩy mạnh về công tác phát hiện chủ động ngoài cộng đồng. Thế nên chúng tôi có được dự án cấp cho một cái xe X quang lưu động và một cái máy X quang cầm tay, và trong đó có gắn thêm cái thiết bị và trí tuệ nhân tạo. Thì chúng tôi sẽ mang cái máy X quang này tới tận cơ sở phường xã. Đối tượng mà nghi lao thì chúng tôi còn làm thêm một phước nữa là tìm cái phản ứng măng tu để tìm thêm những trường hợp lao tiềm ẩn. Phát hiện sớm, đưa vào điều trị kịp thời, cắt đứt nguồn lây của bệnh. Khi đó mới có thể đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao.